Hello tất cả anh em nha. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giáo án mình muốn gửi đến cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bộ bài về Format Standard. Một bộ bài về Assert Bird nha. Đấy. Bird Assert gì hay là Assert Counter Bot gì cũng được cả. Đấy. Mới đều có một cái tên chung chung. Mình thích đặt gì thì đặt thôi. Thì cái điểm mạnh của deck này là gì? Đấy, đó là khả năng đánh năng lượng từ Aces Vista, khả năng search hai card của ability khá là mạnh. Đấy, thứ mà làm nên thương hiệu của em này. Thì nếu các bạn chưa biết ấy, thì mua vị đầu tiên nó đánh gây 200 sát thương và đến 3 năng lượng basic từ bộ bài vào Pokemon V của bạn muốn nha. Đấy, sẽ đính vào con nào thì đính, đính một con hay hai con, ba con gì cũng được cả. Và đính từ 0 đến 3 năng lượng, thích bao nhiêu thì đính bấy nhiêu. Đấy. Còn cái ability này thì chỉ kích hoạt được khi mà không bị lock ability nha. Ví dụ như có cái Path to the Pit là hết xả ability luôn. Đấy. Thì ability của này là bạn có thể lấy hai lá từ vài thêm lên tay. Đấy, tốn một cái V-Star. Giống như cái GX này. Đấy, giống như mấy Pokemon GX thì sẽ tốn một cái GX trong trận đấu. Và trong một trận thì chỉ được xài một cái thôi. Thì đối với Pokemon V-Star thì cũng vậy nha. Đấy. Bây giờ thì toàn là những lá quen thuộc thôi. Đi đồ V thì để chuyển thành một con basic V ở dưới mộ. Đấy. Ví dụ như thích ấy, thì chuyển thành con Motorad V này. Motorad V này thì trong cái bộ bài này sẽ có hai thứ để mà làm. Cái thứ nhất là đánh Quidditch vào cái bọn Meow V Max, Shadow Rider chẳng hạn. Đấy. Cái thứ hai thì đôi lúc chúng ta cũng có thể kết hợp với là Andy Switch. Đấy, ví dụ như trong tên đầu tiên đi, mình không có năng lượng. Tên thứ hai, mình muốn Aces Vista đánh ấy, thì đến một cái Double Turbo Energy. Rồi sau đó Motorhead V sử dụng ability lấy năng lượng từ giới mộ thêm vào nó. Đấy, rồi sử dụng Energy Switch, Switch từ Motorhead V lên Aces rồi đánh. Đấy, đấy là một cái combo. Đấy. Và hy vọng là trong trận đấu thì mình sẽ cố gắng thi triển được. Đôi lúc ấy, mình mà đi sau ấy, mà đối thủ chỉ có một active yếu máu, mình vẫn có thể sử dụng cái combo đó để kết thúc trận đấu luôn. Với cái đòn đánh Movie 2 gây 130 sát thương lần mà sẽ bị giảm 20 sát thương khi sử dụng Double Turbo Energy. À quên, nếu chúng ta đi sau ấy thì cái ABT nhầm, cái Movie đầu cũng rất là mạnh nha. Đấy. Chỉ cần đến cái Double Turbo Energy thì chúng ta có thể tìm đâu bài 3 basic năng lượng và đến vào Pokemon V bạn muốn luôn. Đấy. Nên Vista thì thay vì đến thì sẽ đánh, đánh xong rồi đến. Đấy. Thế thì có ý với tổ thì giúp chúng ta bỏ đi 3 năng lượng đặc biệt của đối thủ đi. Chỉ có vậy thôi. Hốp 3 vi thì có hai hệ bóng đêm và cả hệ tâm linh. Đấy. Thì giúp chúng ta có thêm lựa chọn để đánh Whitney thôi. Người ta nên là dốc đốt vi thì chúng ta đánh Whitney vào bọn Eternatus hoặc là cả Aces Vista nha, với ability khá là bá đạo. Đấy. Và đầu đánh thì cũng bá đạo không kém. Tiếp theo có Yamagata V, phiên bản Brilliant Star. Thì khả năng của lá này thì mỗi lượt một lần, bạn có thể bỏ tất cả bài trên tay, bốc 5 lá và kết thúc lượt. Đồ đánh của này thì gây 120 sát thương cộng với 30 tương ứng với mỗi Prize Card mà đối thủ đã nhận nha. Ví dụ đối thủ nhận được 5 Prize Card rồi thì đồ đánh này sẽ gây được 270 mắc đàm luôn. Tiếp theo là một Pokemon mới ở set mới, Luminant V.
Thì ability cũng này giống y hệt tabula luôn, giết đấy. Đấy, đặt cái mày từ tay xuống bên, lấy một lá supporter từ bộ bài theo lên tay. Ok, còn là thì những lá quen thuộc thôi. Những lá mới này thì chơi bell này thì gây bao sát thương thì đánh vào active mà là Pomon V nha. Double sơ bộ energy thì nó tính là hai năng lượng thường. Và Pomon mà có đính cái này vào thì sẽ bị giảm 20 sát thương khi đánh vào active của đối thủ nha. Không, hình như nếu đánh vào bên thì cũng giảm thì phải, mình chưa test. Đây một cái sân mới, hai bên chỉ có 4 Pomon thôi nha. Đấy. Nếu có 5 thì phải bỏ bớt để còn 4. Ok, và đó là tất cả những gì về bộ bài này. Chúng ta sẽ cùng vào vs. Đây là một vài trận đấu để test xem sức mạnh của bộ bài này sẽ như thế nào nha. Ok, và đối thủ đầu tiên của chúng ta. Win nào. Win luôn, ok. Đi trước thôi. Cố gắng có Ace Vista. Bài này không đẹp rồi. Hai đất giống nhau thế nhờ. Không có gì hot cả. Có lẽ phải reset hết đi thôi. Đối thủ thì tới tầng 200 máu. Mình không thể one hit KO được. Retreat được hay không? Có cả Dura Dura Vi, vậy là không giống đất mình rồi.
Nó một vẫn còn một double turbo energy. Kiếm hai prize trước cái đá nào. Chắc đối thủ sẽ đấm mình thôi. Ủa đã đây Aces lên à. Vậy nó sẽ bị mình đánh rồi. Guardian giáp dot V thì đấm một phát là chết. Có đọc là mình kiếm năng lượng có ra hay không. Ây da. Ryan sắp đốt ví. Đây rồi. Mình cần một năng lượng hệ thép à. Không, tính sao chỉ cần kiếm boss là mình win rồi. Trừ khi đối thủ money thôi. Nếu mình chỉ cần có boss là mình win. Boss Crobat V là mình hết game rồi. Với Aces Vista thì điều đó là điều rất đơn giản. Nếu đối thủ không money thì đối thủ thua. Đó là điều chắc chắn. Mình có thể sử dụng Luminion để lấy boss. Ủa rồi làm vậy làm gì? Ai hơn? Thì đẩy thêm một cạc để mà tên sau win. Ok ok. Nhưng mà quá trễ rồi. Chiến thắng đã thuộc về chúng ta. Ơ à, rồi xong. Nước đi hai đấy. Mình chỉ cần kiếm cái tool là mình win. Đây rồi. Boss nữa, hết game. Hai thì boss ai mà trả đi đúng đúng không? Ừ.
Các bạn thấy sức mạnh của Asset Vista chưa? Chỉ cần tiến hóa thôi là được kiếm hai lá thêm lên tay luôn. Quá mạnh. Ok, đối thủ tiếp theo của chúng ta. Win rồi, đi trước thôi. Set up Asset Vista. Rồi xong không có luôn. Để có thì mình có xây min. Không có luôn à. Vậy là mình nhớ nhầm rồi, thì cậu chỉ có Ergot thôi. Bảy bạn ơi, đừng như vậy. Hiện có. Mani thôi, xem có gì không. Rồi mình sẽ sử dụng Asset Vista sau. Như thế này đi. Nếu mà đến vào cái này dắp đốt hết ấy thì có phải ok hơn nhỉ? Rồi xong. Ây da, hy vọng lá cuối đối thủ không phải là một lá supporter. Ok, mình nghĩ mình win đấy. Chiến thắng khá là dễ dàng. Ok, tìm cái đối thủ tiếp theo nào. Ok, đối thủ tiếp theo của chúng ta. Chắc mình phải win nhé.
Lần này mình đoán là mình win. Win tổng xu ấy. Đấy. Rồi, không có basic luôn. Không biết đích đối thủ là đích gì nữa nên mình cứ như thế này đi. Kết thúc được thôi. Control nữa ta. Nhâm bác này thì sao làm khó được mình. Rồi để xem đối thủ sẽ làm gì. Vì mình có bot nữa. Có thể bot những ai mà đối thủ đặt xuống. À thì ra là đất Durant. Oh my god, mình sẽ bị miêu mất một lá. Nếu đối thủ không có thêm ban thì đối thủ thua. Đào được một lá thì đào làm gì? Chiến thắng thật là dễ dàng. Đối thủ tiếp theo nào. Hy vọng Tống Su win. Ui thua luôn. Đi sau rồi. Win được nha. Mình nghĩ là mình win được đấy. Nếu bài đẹp đẹp một tí. Switch for energy switch. Đây rồi, đây rồi. Kiếm thêm switch nữa.
lên nào. Đấy, hết game. Hai đường thắng khá là đơn giản. Ok, đối thủ tiếp theo của chúng ta thua rồi. Để xem đối thủ đất gì. Charizard à? Đúng luôn. Đánh được trong tên đầu thì mình có thể win nha. Chứ không thể thua. Mất khá là nhiều sống poker này. Cần energy switch và cả retreat nữa. Hơi khó, hơi khó. Không có retreat được rồi. Có energy switch thì mình win, không có thì phải chấp nhận win hơi lâu một tí. Đế sao đối thủ sẽ nằm gì đây? Đấy, trận này chắc chắn mình win rồi, không lý nào thua được cả. Cả bot cả escape rope nữa thì đối thủ khó mà set up được ban rồi. Ok ok. Đấy, một summoner đặt lên ban.
Vậy mình phải bot thôi. Đối thủ chắc bất lực lắm. Mình vẫn còn một bot và mình sẽ sử dụng V-Star của Arceus để mà lấy nốt đấm đối thủ luôn. Chắc đối thủ trầm cảm mất. vẫn trụ được, vẫn trụ được. Mình hết boss rồi. Cũng khá là dễ dàng. Bà mình thì chưa có gì ngon cả. Nếu đối thủ đặt tầm hai con ve nữa thì ngon. Rồi thêm một em nữa, thêm một em nữa, thêm một con vi nữa. Bây giờ không có luôn. Nghĩ một robot cho mình một thứ gì đó.
Năng lượng. Không có rồi. Mà hình như thế này thôi. Để xem đối thủ sẽ làm gì nha. Nếu thử chứ thể đấm được ngay bây giờ đâu. Từ khi trên tay đã có những mảnh ghép còn thiếu. Mình đánh được 210 thì mình sẽ bot cái em này đi. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu thọt này. Vì mình không có cái ben. Cái này là choi bell. Đúng rồi, có choi bell thì mình có thể bót và đánh những em kia. Mình có thể retreat. Retreat và đấm Iced Vista. Đúng rồi, đúng rồi. Oh my god. Không được rồi. Bài đang đẹp thì tự dưng lại. Chắc phải Luminen rồi kiếm Reset.
Trước tiên cứ làm móng vào bài mình đi cái đã. Mình có đến tận hai cái sân vẫn có thể xoay xoay sở được. Rồi nó chín lá, bảy lá chắc phải ra chứ nhờ. Nó bao thôi. Bây giờ hết escape rope rồi. Đánh thì mình chưa chết được, vẫn còn sống. Để xem đối thủ sẽ làm gì nha. Ây da. Ủa? Quên nó có hai hệ nhờ. Nhưng mà danh ta thôi. Nhưng mà không có. Thua chứ cũng chả đùa được đâu. Có nhưng mà nhân ta thì mọi chuyện đã khác rồi. Nếp nằm trong Pride mình cũng chịu. Sợ đối thủ Mani thôi. Chết
chứ không thể mình win được, có bot mà. Đối thủ đánh là đến, đối thủ đánh là đối thủ chết. Mình vẫn còn Motorhead V. Tại sao được retreat nhỉ? Đặt Gladden giáp đót xuống. Retreat. Lấy năng lượng mới retreat xong rồi. Đến vào Gladden giáp đót, đánh một phát. Là lấy được 2 prize. Thì Motorhead mình đánh cũng có chỉ 109 à. Nếu đối thủ money mình có... À không, kiểu nào mình cũng win hết. Cái trận đấu này thuộc về chúng ta rồi. Ok, và video review bài ADP Bird của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bộ bài này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất để đăng lên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.